Hi, xin chào tất cả anh em yêu thích game đấu thần tuyệt thế. Thì sau khi lên đỉnh cao 110, lên đỉnh cao 100 nó sẽ mở cái gì nha nè. Thì nói chung á, thì level lên tới đâu mình sẽ review tính năng đó tới đó cho anh em xem hết, để cho anh em có cái sự chuẩn bị cho kỹ càng sau khi anh em lên cấp. Thì ở đỉnh cao 80 và 90 mình không có để ý kịp anh em ơi, nhưng mà ở cái đỉnh cao 100 thì mình vô trong cái phần rèn anh em, thì nó hiện lên, nó để cái phần mình thấy nó hiện chữ linh ngọc, mà vô cái phần rèn thì nó chỉ có cái phần khảm linh thạch thôi anh em ơi. Thì cái khảm linh thạch này thì nó nằm ở trang bị bậc 10, chứ bậc 9 trở xuống thì cũng không có nữa. Đây đó, thì khảm tinh thạch. Ủa mà sao mà khi mà mình vô thì nó hiện cái thứ khảm ngọc anh em, nó hiện cái thứ linh ngọc chứ không phải là khảm linh thạch. Thì anh em nhìn thấy nè, vô đây thì mình chỉ thấy là nó hiện lên từ trang bị bậc 10 thôi, những trang bị bậc dưới bậc 10 thì không lên được anh em ơi. Đó, thì mình cũng không biết nó sẽ tăng được bao nhiêu lượt chiến nữa anh em. Thì mình nghĩ cái này chắc tăng cũng không nhiều đâu, chắc vô cái phần cộng này vô thì thấy nó tặng cũng không nhiều. Ngày sát thương tuyệt đối này cũng không nhiều đâu. Để thử cái coi. Ô 16k thôi anh em ơi, 16k, để coi viên này là viên gì đây. À, bảo kích thì sát thương tuyệt đối. À, viên này viên xanh luôn anh em ơi, kháng bạo hộ giáp. Rồi sau bây giờ năng sao luôn. Thì mình nghĩ để coi cái này coi anh em. Ủa boss chết hay gì rồi? À chưa. Đây anh em, thì anh em nhìn thấy nè, nó lúc nào nó cũng để ở cái đỉnh cao 100 nó sẽ có cái phần thưởng như vậy hết trơn. Mà anh em nhấn vô phần thưởng thì anh em được hai viên đá này. Đấy. Phần thưởng cũng khá là lớn. Quá lớn luôn chứ. Đấy. Rồi. Lên tới đỉnh cao 110 thì anh em nhìn thấy có con cá này, mà thì mình không biết con cá này thì có nhận được con cá hay là nhận được cái quẩy cá thì mình cũng không biết. Rồi tiếp theo anh em, để vô cho lại cái phần khảm tinh thạch này đợi anh em. Nói thì ở đây mình có nâng cấp thì mình nghĩ để mình cũng không biết cái viên này nó kiếm từ đâu nữa. Để coi nhắn xem coi anh em. À, hoạt động vận hành hồng mông bí bảo. Đó thì cách nhận của nó nè anh em ơi. Đó. Rồi, để mình xem coi nâng cấp nó sẽ tốn bao nhiêu nghe nè. Ở đây thì nó không có để là tốn cần bao nhiêu, mà hiện tại mình đang có được 39 viên xanh, một viên ba hay gì á. Đó. Đúng rồi, trời ơi, cần 3. À cần viên 3 level 1. À, như vậy là nó sẽ có hai, nó sẽ có hai viên level 3, nó sẽ lên level 4 nha anh em. Đó. 10k. Rồi thằng này chắc cũng vậy luôn anh em ơi. Chà. 18 viên level 1. Rồi này cũng 18 viên nữa chứ đâu. Ủa này level mấy đây? À level 1 anh em ơi, level 1 lên level 2 anh em ơi. Mình không nhắn vô cái dấu tích là mình để xem nó nghe nè, để xem. Ủa. Rồi, như vậy là lên đỉnh 100 lần thì thì anh em có được cái đó thì hết trơn rồi anh em ơi, không còn gì nữa trơn anh em ơi. Cái đỉnh này ngộ quá trời ngộ rồi. Rồi, như vậy là xong, lên đỉnh 100 không có gì trơn luôn anh em ơi, không có gì mới trơn á. Anh em biết không, cái game này á thì nó có nhiều cái lắm anh em, nhiều cái mà nó động tới tiền nhiều quá, cho nên là dân cài mình nạp một nói theo chung là anh em nạp tầm khoảng 1 triệu 2 triệu là nói chung là khó mà đụng vô mấy cái này lắm. Cái thị thần này thì có được nè, đó ví dụ như thánh khí này thua đúng không, thánh khí thua, ám khí thua luôn, tại vì mở cái này nó cần tới 320 linh phiếu đâu, mà mỗi một cái như vậy là tới 80 đó. À thằng khí này thì cũng khó lắm mà đụng tới lắm anh em ơi, mình cũng không thấy đụng được cái nào luôn á. Nó cứ hoạt động vô, hoạt động vận hành, nói chung là hoạt động vận tiền đó.
anh em thấy không cái nào có được trơn. Giờ anh em làm sao mình review được đây anh em, đúng không? Cho nên là mình rất là khó review được mấy cái này lắm, cho nên là không thể review được. Mình cũng không phải là dân nạp nữa, cho nên là không thể review được mấy cái này cho anh em xem. Anh em biết hôm trước nè, hôm trước mình nạp hai lần 80 linh phiếu mà nạp cái phần ưu đãi anh em. Nói cái phần ưu đãi thì anh em vô trong nè, nó có cái này hôm nay sử dụng được rồi. Nó cái này không phải hôm nào cũng sử dụng được đâu nha anh em. Phải có ngày đến hoạt động nó mới sử dụng được. Đó thì nãy mình mới nạp 250 anh em. Thì sẵn thì hôm nay mình nạp luôn. Nó đang nhặt đồ nó lắc quá anh em ơi. Đó, sẵn là mình sử dụng luôn anh em, đúng thôi là nó không có sử dụng được, qua ngày không sử dụng được, đó mới sử dụng cái nè. Nó 500 linh ngọc. Anh em biết tại sao mình sử dụng luôn không em? Sử dụng được mình giống như cái tụ bảo bồn vậy đó anh em ơi. Đó. Có nạp là có ăn anh em ơi. Đó 500 em đúng không? Để coi nói chung là lên cái đỉnh cao 100 là hết rồi đó nha anh em. Anh em có thể xem phần khác nha anh em. Thì cái này thì mình review thêm thôi chứ thực chất là mỗi một ngày dân cài cũng không có gì để review hết á. Đó mình mới nạp nè, đó. Nó mới nạp thêm nó tính vô luôn. Rồi giờ đỡ cái nữa nó tính vô hồ cầu nguyện luôn anh em. Chết ba rồi. À cái sao mình còn được 800 thì mình phải đừng phát nữa anh em ơi. Đó. Đấy nó cộng vô nhiều, nó cộng được hai phát thì cứ chơi hai phát luôn anh em ơi. Đó. Hôm trước mình để dành anh em, hôm nay có tác dụng đúng không? Nếu mà hôm trước mà mình quất luôn mấy cái viên này á, mấy cái này mình không thể nào mà cầu nguyện lên được đâu, tại vì nó nạp thêm mấy ca nữa làm sao mà mình lấy được, cho nên mình để dành tới để tới ngày hôm nay luôn anh em. Đó, hồ cầu nguyện rồi quất thêm cái này 800 nữa là thêm được phát nữa đúng không? Trời nó mình cứ để dành đi. Phải biết nhịn anh em ơi, biết nhịn nhục mới được anh em ơi, không nhịn nhục là chết. Đó còn cái này 800 nè. Ngày hôm qua lại không sử dụng được đâu nghe anh em. Phải có sự kiện mới sử dụng được. Lâu lâu có sự kiện mà ra đó quốc tìm 800. Ây da, cái viên này đổi anh em ơi. À cái này là trang bị. Nói chung là mấy cái trang bị này thì cũng không mấy đâu. Cũng không có tác dụng gì nhiều được nhiều đâu. Cao lắm mười mấy ca là chiến không nhiều. Không sao, có đỡ không cũng gì hết á. Đó giờ em rồi đó anh em, nói chung là vô cầu nguyện đường phát nữa anh em ơi. Đấy. Bỏ vô 320 kệ nó ra được nhiêu nó ra. Đó, 2x2. Có đơn không? Có đơn không? Đó, hôm trước nạp cái sự kiện ưu đãi anh em, sự kiện mua cái gói 80 linh phiếu á. Nó còn. Này để mua giới hạn để coi. Đó anh em nè, hôm trước mua cái gói này hôm nay nó có nữa anh em. Nó hôm nay nó có nữa, mình mua mình để dành thôi chứ không gì hết trơn. Hôm nay nó có sự kiện khác rồi. Anh em mà hai ngày anh em mua hai ngày thôi là anh em đã có được con này rồi nè. Đó, có được con này, mình đang sử dụng con này nè anh em. Nó mua hai lần mình có được con này. Còn mấy cái này mình để dành được sau thôi không gì anh em ơi, để dành được sau anh em. Đó, mình không có sử dụng liền. Mình dùng liền cũng được anh em, nếu mà nạp vô 270 thì dùng cũng được thôi, mà mình không muốn tốn vô cái game này nhiều quá. Nó không đáng chứ gì hết. Đó, nói chung là nạp ngày hôm trước để dành ngày hôm nay. Đó. Nhận mày một phát 300 ngọc đi rồi tính nè. Ủa tích lũy nạp mới có ngày sao? Kệ anh em có gì nhận cái đó anh em ơi, để cái quyển này quyển gì đây. Hồi sinh là chỗ. Đấy. Một viên đan 300. Được nhiêu cái rồi ta? Dùng luôn, có đan là phải dùng anh em. Ồ cái này mảnh ha. Chưa có mảnh nào hết trơn anh em ơi, chết bà rồi. Nó yêu cầu gì nhiều quá ta? Còn bao nhiêu mảnh đây? Này chắc cũng phải cả chục mười mấy mảnh, không phải giỡn đâu. Đấy, bỏ chết rồi đó. Kệ nó anh em ơi, có cái nào cũng đợi cái đó anh em ơi. Đấy.
ồ đựng viên nữa anh em ơi, một cái hai là đựng viên nữa cũng im. Đó, nói chung là ngày hôm nay thì không có nạp mà để dành, nói chung là để dành cũng có được mới không phải giỡn đâu. Đó, đây coi nạp liên tiếp được ngày thứ bảy rồi đó anh em, ngày thứ bảy rồi nè, 60 ngọc. Hôm trước mình nạp 270 thì được 90 linh ngọc. Cái 90 linh ngọc thừa ra cái ngày nạp 66 linh ngọc, 6 linh ngọc. cũng đỡ lắm anh em ơi. Cái áo này đúng không? Kích hoạt cái luôn đi tính. Đấy. Đẹp không? Đẹp hay không thì mình cũng không biết. Quan trọng là do anh em nói đẹp thì mình nói đẹp, anh em nói xấu thì mình cũng nói xấu thôi. Đấy, ra hoài ngọc này hoài vậy. Cái chưa có nó không ra, cái có gọi ra hoài luôn á. Đây coi cái này kích hoạt gì đây. Sát thương tuyệt đối. Bạo con này. Ừ, hút chính lực. Quỷ, cái quỷ này không ra mà ra toàn là cái gì đâu không à. Ra đầu ngựa này ngon nè. 300 linh ngọc này được cái gì đây? À được cái hồi sinh luôn. À được hai cái này luôn. Đó, im chưa anh em? Đó, nói chung là có đỡ không mình để dành mà. Đó, đồ để dành thì mình cứ chơi đi. 8. Đấy mự luôn. Đấy, quốc cùng phát. Ra luôn đi cưng. Trời ạ, để coi 1 3 4 5 8 10 11 13 15 16. Có mảnh vũ khí à trời, nên mua vũ khí cam. Làm một phát nữa coi. Ừ hay quá. Im. Đó, thằng này vũ khí nè. Cứ cho ưu tiên lên mấy thằng này để mình dễ kích hơn anh em ơi. Đó, đồ free mà sợ gì, đấy 140 đúng không? Cái nào chưa có thì vô đi tính sao. Ủa? Vũ khí, à vũ khí đầy rồi anh em ơi. Thôi để đây đi, mình thay thế được nè. Khoan, mình kiếm cái nào cam cam mình để lên anh em ơi. Toàn cam mình để lên. Đấy. Đó, ghép thì không ghép nghe nè. Mình để lên bậc 10 mình xài nè. Mấy cái nào chưa có bậc 10 thì mình xài nè. Đó, vũ khí này chưa bậc 10 nè đúng không? Rồi để đây đi. Đó, im anh em. Ừ, có hôm trước có một vài anh em thắc mắc cái chỗ này tại sao mà nó để đây là top 3 mà top 3 không nhận được đồ anh em. Đó, top 3 không nhận được đồ. Bình thường mà nhận được anh em, nhưng mình á nếu mà do anh em ăn boss đam anh em không đủ cho nên là không nhận được đồ thôi. Có một số anh em có boss bên kia nó để top 5 đúng không? Để top 5 ăn được mà anh em top 4 anh em vẫn ăn không được. Là do anh em không đủ đam á. Mà cái này nói cái này thì nó dài dòng cho nên mình không nói vô cái này nha nè. Để coi mình còn được cái gì không anh em. Đó, để ngày hôm nay coi xem được cái gì đây. Mình nhắc lại nha anh em, cái lên đỉnh cao 100 là nó đã xong rồi nha anh em. Cái tính năng nó cũng không có tăng được bao nhiêu hết trơn anh em ơi. Cho nên anh em đừng kỳ vọng vô cái đỉnh cao 100 mới tăng nhiều lượt chiến cho anh em, không có đâu. Ít xỉu à. Rồi mình tiếp tục anh em, hôm nay là mình có được Long Thần mình để dành ngày hôm qua được 16 lần, hôm nay 16 lần nữa anh em. Đó. Mình sẽ không úp vô cái này đâu, nghe một số anh em nói úp cái này tốn dữ lắm, đụng vô cái này tốn lắm, mình cho nên mình không chơi cái này đâu. Cái này là 1.000, cái sau 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 11.000 gì đó anh em ơi, tùm lum hết trơn, nhiều lắm, mình không đụng tới đâu. Đó, hôm nay là có 10 lần. Bây giờ mình cầu ông địa, ông tài, ông thần tài, nói chung là cầu AD, cầu vợ AD anh em ơi, nói chung là cầu mong cho vợ AD nó phù hộ thôi chứ không gì hết. Để cho nó ra con rồng này không gì hết. Đây nè nghe anh em, đây là rồng nha. Đó. Nghe tên thấy dúi nói thì cái Athlon của nó thì nó ra con rồng mà chính không ra. Rồi nói chung là 3 lần nghe nè. Thì hôm trước có một bạn hỏi mình sao mà bạn ấy được có 5 lần, chắc nhận hết mấy cái này rồi quá. Chắc là nhận hết mấy cái này sao đó nè. Ở chỗ này nè, nhận chỗ này nè anh em thì nó đỡ được nè. Đó. Thì nếu mà anh em nâng cấp cái Long Thần này lên thì anh em sẽ nhận được nhiều hơn nha nè. Đó nè, ví dụ như nâng cấp Long Thần nè. Thì cái này là sẽ 80 linh phiếu đúng không? Anh em nâng cấp thì mỗi một ngày anh em sẽ nhận được 1.000 không bao nhiêu hàng mấy ta. Level 1 thì nhận được 1.500 Long Thần là chắc tầm khoảng là để coi 6, 1.000 Long Thần thì anh em được 16 đúng không?
thì 500 long thần chắc thêm được 8 lần nữa, có nghĩa là một ngày chắc anh em tầm khoảng được hai mươi mấy lượt gì đó anh em, đúng không, hai mấy lượt quay gì đó. Còn đương nhiên là anh em lên cái này nó sẽ có cái lợi hơn anh em, cái lợi về sau càng nhiều hơn anh em, mà cái này phải chơi lâu dài nha, chơi ngắn ngủi thì không cần phải lên này đâu. Nếu anh em chơi tháng 2 tháng anh em nghỉ thì lên này làm gì cho tốn tiền, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ quay quất cái bí bảo này coi được cái gì không nghe anh em. Con rồng nha anh em, rồng nè. À đây ơi, vợ đây đâu, vô chết bà, như là toàn là mảnh không anh em ơi, chân dịch rồi. Nói chung là vợ AD đi chợ chưa về anh em ơi, để vợ AD về mới phù hộ được. Rồi tiếp tục cái nữa, nó chắc là về rồi đó, chuẩn bị về tới cửa mở cửa hay gì rồi. Làm một cái nữa coi, sao toàn là mảnh không vậy trời. Về AD tắt tắt. Chết bà rồi anh em ơi, lục thằng kiểu này không ổn rồi anh em ơi. Đó rồi vợ AD vô nhà rồi anh em ơi, nói chung là vợ AD vô chuẩn bị ăn rồi đó, phát 10 phát cuối cùng long thần nha con, long thần rồi xong luôn, không được món nào luôn á, gì vậy trời buồn thế. Trời ơi, không có được con rồng nhỏ luôn á, không có được con rồng nhỏ luôn á, đừng nói chi con rồng to 30 lần trời ạ. À, một lần cuối cùng, bà nội cha đó, vợ chồng nó ích kỷ như nhau, không phù hộ phù hít gì hết. À hên, cũng được cái dài trời ơi, tâm bảo 30 phát, 30 phát ra được có cái dài ông nội mẹ ơi. Bởi vậy mình nói thiệt, nó ích kỷ quá. Rồi xong rồi trời ơi, 30 phát không tăng được nhiều lượt chiến trơn á. Trời, cái kiểu này là xong rồi anh em ơi, long thần kiểu này chết ta rồi. Gì nữa đâu, hết rồi anh em ơi, để coi mình còn được nhiêu. Nói chung là hồi sáng mình còn được nhiêu ngọc ta. À hồi sáng là mình có 250 ngọc. 250 ngọc mình nạp với mình nạp được 1000 nữa là 1200 đúng không? Chứ quay. Thưởng cũng nhiều quá ha. Còn 2000 mấy này, 2000 này để đây đi, không biết lên cái gì đây. Mình cũng chơi cho hết anh em ơi. Nó ở đây còn 3 cục này để đây, nói chung là để giao dịch. Khi nào ở trên nó hết rồi lấy cục này ra giao dịch cho hạt lâu không gì hết á. Ủa để coi nó có cái gì không anh em. Trời ơi sao mà thấy nó không tăng cái gì hết trơn vậy ta. Sủng đâu con mày lên gì đâu mà kỳ cục quá anh em ơi, tiên vật. Trời. Nói chung là nạp ké nạp của mấy ngày hôm trước tới ngày hôm nay. Thì hôm nay có cái sự kiện anh em đón cái sự kiện này là như sự kiện ngày thứ 3 hay gì anh em ơi. Sự kiện ngày thứ 3 hay gì á. Nó có theo tuần á nè. Sự kiện ngày thứ 3. Anh em cứ nạp vô, anh em cứ ra như mình là cũng ra được à. Không cần nạp nhiều, nạp 80 linh ngọc hay nạp cứ để dành thôi, gì hết. Chứ con cá này đầy rồi anh em ơi, chưa có được con cá khác để năng vô nữa nè anh em ơi. Ồ được 33 mấy luôn, cũng đỡ. Để coi còn gì để năng được nữa không anh em. Kệ nó. Không, mình sẽ không ưu tiên vô cường quá nữa, mình sẽ ưu tiên năng kỹ năng trước. Ủa kỹ năng hết rồi. Mấy cái viên đan lúc nãy nè, vừa nhận thưởng chứ vừa ấy nữa đó. Để coi được bao nhiêu nha. Mình sẽ nhắn nhanh luôn nha nè. Nhắn nhanh mới có thể kiểm tra được. À 257.
quá này tốn quá anh em ơi, cần quá này quá tốn anh em ơi. Cái này thì không cần phải nhắc nữa đâu, 12k. Cái này nó tính sao ta, cái này chắc nó làm mới theo tháng quá. Cái này chắc là mới theo tháng nè anh em ơi, tinh đồ này làm mới theo tháng quá. Anh em mình thấy nè, vô cái shop tinh đồ thì nó chưa làm mới là gì hết á. Đấy, vẫn chưa làm mới nha em. Đây mình có đây mấy rồi ta? Đã có 6 đúng không? 6 mua thêm 2 nữa nè. 7 8. Đấy cứ mua đấy đó là cầm chừng đi, ngày qua quên anh em ơi, ngày qua cũng 40 rồi. Rồi 6 7 8. 8 rồi, để coi như vậy là phải 3 ngày nữa à. Cái này ngon nha anh em, cái này cái game này là mà lên tỷ lệ bảo kích thấp quá. Nếu anh em mà muốn đam to phải lên được cái bộ này rồi, nếu anh em lên không được bộ này là chịu, lên không được bộ này là đánh không nổi đâu. Đây bộ thằng gõ này 2% bạo, 1% bạo, 2% bạo, tăng bạo, anh em thấy không? Nếu mà anh em lên được cái bộ này thì thôi, quýnh mình nghĩ chắc toàn là one hit không. Lên được nguyên full cái bộ này thì được khỏi nói nha nè. Còn cái cây này sao không có nè. Cây này không có nhưng mà lực chiến cũng khá là to nè. Lên cây này thì 8k công. Ồ, thế ghê vậy trời. Ồ, cây này 33k công luôn anh em ơi. Tỷ lệ bạo 3%, tăng bạo là 12%. Nói thiệt anh em mà lên chỉ cần nhiêu đây thôi, nó bạo phát là anh em một phát là chết luôn, không cần nhiều. Quỷ này ghê lắm. Quan trọng là anh em có tiền hay không, toàn là sự kiện vận hành không anh em ơi, chứ không có bình thường đâu. Đó, thượng cổ bí bảo, thượng cổ bí bảo. Thường thì nó nằm trong vận hành không à, chứ không nổi đâu. Cơ bổng phái này nạp thì cũng có này anh em, đó hên tích lũy nạp, nó tích lũy nạp thì được à, được coi nè, được viên này. Mình chỉ quan trọng là cái miếng viên này nè anh em ơi, kệ khóa thằng binh. Cái phá thằng binh này mình cũng không biết được mấy phát đây, để coi mình mày mười mấy chưa ta. Đổi thì anh em nhìn thấy này, 43 nạp cái, mỗi lần nạp được có 2k mấy gì đó mới được 40 mấy viên này, thì không biết đến bao giờ mới có thể đổi được anh em ơi. Không sao, mà mấy cái sự kiện này mình sẽ ưu tiên cho mấy cái này trước nha, để coi phá giáp. Mình không ưu tiên đâu, mình chỉ ưu tiên lấy cái cây kích này thôi anh em ơi. Chú ý mình lấy cây kích này nè, được 8 mảnh rồi đúng không? Đã có 8 rồi. Okay. Mình chỉ mới có 1 cây thôi, nếu có nữa thì cũng chỉ là năng sao thôi đó. Mình ưu tiên lên cái kích này tính anh em ơi. Để dành từ từ, cứ có sự kiện mình ra nó. Rồi quay trở lại để cái này có gì không anh em. Bỏ qua nhanh. Ơi trời, có đỡ không anh em? Của mình có này mấy cây ta, mình cũng không biết là ở đây mình đang có là mấy cây, mình không có coi trong hành trang nữa. Nãy chắc được tầm mười mấy đúng không? Thử một phát nữa coi, ở đây nó không có để là rút rồi cái số lượng bao nhiêu chứ, bởi vì cái game này nó thiệt nói nó làm ăn nó dối trá gì đâu á, không bao giờ nó đưa ra những cái con thông tin mà cụ thể sao, cứ nói chung không à, làm vô nói chung là thu hút cái người nạp, thu hút người chơi tới hồi làm cho đã vô, chưa đi đường được, chưa được nửa đường nữa là hết mẹ tiền ta rồi. Đó gọi là làm ăn không trung thực đó nè, mình nói thật luôn. Đó hết rồi,
coi trong đây còn cái gì để năng lực chiến không anh em. Tôi coi tăng bộ thạch đúng không, 29 30 nè, chết bà, 30 nè, hay luôn. Lên cái khác đi anh em, cái nào chưa lên thì lên anh em ơi. Đó, lên nè mày, hay quá anh em ơi, hay nè mày ơi, hay nè mày ơi. Đó, cứ nhảy xuống hoài. Đây đây, 19 gần 20 hình luôn. Nói chung là có lên là được, có lên là được, lên là được. Đó, cậy nó anh em ơi, có được nhiều tin nhiều. Đầu có AD mà chim tinh, cái quỷ này sao ra hoài vậy ta. Từ từ đi mày, để tao lên cái mày, lên thêm món nữa đi rồi tính, nhào ra hoài. Phần giải chiến văn đấy, miễn sát thương bạo cũng được, mà lên thằng này cũng được. Cái này tăng công rồi nè, tăng hai cái cơ bản luôn, sướng. Ghép mấy cái này mới sướng nè, khoái ghép mấy cái này. Mới con cao mốt anh em ơi, để coi tiếp tục anh em à. Thằng nông nhắn muốn mỏi tay luôn, được có 34k lực chiến. Tiền linh tiền linh của mình từ hôm trước tới hôm nay mới được lên 25. Đỏ coi con mày, ra toàn là xanh không vậy, đỏ coi. Cái nữa, cái nữa còn được à. Trời ơi, có kìa anh em ơi, càng ngày càng giảm luôn á. Sao đây, cái ông nội này cái tím này mình mua cái này vì mình ghét cái chấm đỏ này anh em ơi, nó nhìn thấy cái chấm đỏ nó khó chịu gì đâu á, sao á, kệ nó, cho nó hết mấy cái chấm đỏ này đi rồi tính. Trước cũng full mà sau cũng full nè, đồ đó, cứ cho nó sạch đi, nó sạch. Lên nãy giờ mới được con 1.3 lực chiến anh em ơi, nạp 1.000.000 bạc vô mới có 1.3 lực chiến anh em ơi. Kệ nó, phải ghi có đó không gì hết. Nó ưu tiên lên này trước đi. Chà, ủa sao mau hết vậy ta. Hôm nay nó lại mở cái này luôn anh em, như vậy là nó lên đỉnh 100, nó cũng mở thêm cái này nè anh em ơi. Nó mở thêm cái này kiếm ở đâu ra đây ta, cũng là hoạt động vận hành. Không bao giờ mà khác cái chữ này ra chứ. Ví dụ như không bao giờ anh em đi mấy cái bản mà làm mấy cái nhiệm vụ hoạt động ngày ngày sao mình thấy không có đâu. Toàn là hoạt động vận hành, hoạt động vận hành, hoạt động vận tiền thì có. Rồi, hết trơn. Tính ra nạp tiền thì cũng không có được một bốc chút xíu nào gọi là tặng vàng cho anh em chơi anh em ơi. Vàng vẫn thiếu bình thường, không có luôn cái móc vàng luôn. Cái này cái gì đây? Không bây giờ mà nạp ngọc nó ra vàng. Cái game này cái gì cũng vậy. Mình nói một câu nó không phải, nó hơi quá đáng cái thực chất. Bất cứ cái gì mà nó kêu anh em nâng cấp đều sử dụng ngọc, nhưng mà cái anh em á đấu giá, anh em lại đấu giá bằng ngọc, mà cái phần thưởng về lợi ích của cái ngọc của chúng ta thì nó lại đổi thành vàng cho anh em nhận lại.
nó chơi khô, chơi cách mà khôn 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 mà trong sớm mình đầy luôn. À, vui vẻ này còn cái gì không, hết vui vẻ rồi anh em ơi. Hết vui à. Rồi, nói chung là mình cũng không còn cái gì để up cho anh em xem hết trơn anh em ơi. Chịu rồi, thua rồi. À, nếu anh em nào mà có nhu cầu cần mình review ạc thì anh em cứ liên hệ tới mình nha anh em. Cứ liên hệ bên dưới rồi mình đưa Facebook của mình cho anh em liên hệ nha. Quan trọng là lên đây mình review cho vui thôi anh em ơi, chứ cũng không có cần cái chuyện gì mà mạnh dạng hết chứ. Để cho anh em làm kỷ niệm lại một thời của anh em nằm ở đây thôi. Nói chung là hôm nay nó cũng xui anh em ơi. À gần mấy ngày nó cũng lên được VIP rồi anh em. Được 7 ngày 8 ngày gì nữa cũng lên được VIP 8 rồi. 3 ngày nữa, 3 ngày nữa lên VIP 8 rồi. Trời, không ngờ mình lại quá siêu đỉnh. Bị trưởng thành có nhận được gì không đây? À được cái này lên level 100 nè. Đỉnh lên đỉnh 100. Coi đây nó có bán gì không nha. Đấy. Cái quách gì cũng tốn vàng tốn ngọc. Bán mắt chết mẹ luôn. À đây. À mở thêm một cái mới này nè. Đây, mở thêm một cái tính năng mới luôn. Để coi vậy là lên đỉnh cao 100 đã mở thêm cái mới cho anh em nha. Cây này chắc khỏi nói rồi, chắc bá đạo rồi. A đồ. Tỷ lệ bạo 4%, tăng bạo 16%, trời ạ. À. Trời ơi công 50k luôn, 50k công luôn anh em ơi, phá giáp 50k luôn. Bởi vậy không. Trời à, cái gì vậy? 4.2 triệu được chiến luôn á. Ghê thế. Ra luôn nha con. Mình nghĩ mấy cái thằng này nó sẽ không ra đâu anh em ơi, một phát hai phát không ra đâu, ít gì anh em cũng phải là ngàn mấy phát trở lên. Bích. Đó, cái này lúc nãy này nè, đó, thạch level 3. Bích. Gì đây? Level 2. Bích. Chết bà. Bích. Gì đâu không gì trời. Rồi xong, tới cái này mày hai em. Hai phát. Để coi cây này nó tăng nhiều đây anh em. Ồ cây này thì tăng 300 3k. Cây này thì cũng không to bằng nhưng mà chỉ có 2.9 triệu. Rồi nhận mày luôn. Để vô trong cái tầm bí bảo tầm văn này coi. Tầm bảo chiến văn coi. Chiến văn. Ra thêm cái này tím nữa cũng được, và ra thêm cây này nữa cũng được. Cây này mình không cần đỏ, cần tím cũng là up lên được rồi. Lên. Gì vậy má? Được cái này. Sát thương đạo pháp. À có được cái này thì đánh boss, nhưng mà giờ mình ra cần cam hết rồi, sát thương đạo pháp. Chơi mày luôn mày. Đỏ cái coi. Chưa bao giờ được đỏ luôn, cái đừng có nói chi mà đỏ. 3k mấy rồi anh em ơi. Công vũ khí này có rồi, mình chỉ cần cây công vũ khí một cây là đủ rồi. Cái này mình chưa có là sát thương độc pháp, để mình coi thử cái sát thương độc pháp này nó tăng nhiều lực chiến không nha anh em. Để mình để lên coi sát thương đạo pháp như thế nào đây. Thằng này thì sát thương kỹ năng. Sát thương kỹ năng này thì vừa tính vô đánh người, vừa tính vô đánh boss luôn nha nè. Mà giờ mình cũng không có cái nào để thay vô cái đỏ này chăng. Để mình thay thử cái tím này coi. Trời trời ha. Ghê vậy.
biểu diễn lại cái anh em, để cho anh em xem ghê vậy ta, anh em xem coi phải tăng bao nhiêu nha, mấy trăm cao là chiến luôn anh em ơi, cao thấy ghê vậy. Đấy, 1,4 triệu. Oh yeah. Để mình ăn thử cái một phát của nó sẽ tăng bao nhiêu nha. Cái sát thương đạo pháp này là cái sát thương đánh boss nha. Anh em đừng có hiểu lầm nha anh em. BK, nếu anh em muốn đánh người thì không có lên cái này đâu. Cái này là dùng để đánh boss thôi à, tác dụng trong đánh boss thôi đó. Nè, cái chỗ này là mới giữ nè anh em, chỗ này là mới đúng nè. Đó, để coi úp một phát này là bao nhiêu ta, hết mẹ điểm rồi, để coi này bao nhiêu điểm đây. 25.000. Thôi mình úp cái công này đi anh em. Ưu tiên úp cái công này đi. Lấy điểm công à, mình ưu tiên lấy công. Còn sát thương đạo pháp này từ từ tính sau để cho anh em tức chơi. Không lẽ mình mang hết mấy thằng này ra mình tách hết luôn chứ. Ủa, có gì là sáng vậy? À, chỗ này á, 10 lần. À được. Được 200. Tinh hoa chiến văn hả? Ủa là sao được? À, tinh hoa. À, có cơ hội. 2,626. Ô được anh em ơi, được anh em ơi. Hên luôn, vô thử. Đó, thử chỗ này phát ra tăng nhiều nha. 0,75. Trời ơi, 55k lực chiến. Ghê vậy. Trời ơi, mà nãy mình tăng cái này á, tăng công, tăng phá giáp, công cơ bản, phá giáp cơ bản. Nó tốn tới 85.000 điểm anh em, 85.000 điểm tăng được có hai mấy k lực chiến. Còn quỷ này nó chỉ tốn có 27k điểm thôi, 25k điểm thôi mà nó tăng 55k lực chiến, ghê chưa. Dữ thiệt. Ôi cái này mình phải ghép cái này mới được nghe. Để coi này ghép cái này là cái gì đây, dòng tím đúng không? Ghép cái đó có tác dụng luôn anh em ơi, hai dòng tím là im à. Để coi giờ nó cho ghép này chưa ta, để coi công cơ bản phá giáp đúng không? Bây giờ mình thiếu tím rồi, nói chung mình cũng đang thiếu tím mà anh em ơi. Sao? Ủa sao không có ta? Hay là mình chưa qua tầng 100 anh em? Cái lúc nãy là chắc không lẽ là do mình tầm bảo nó ra, còn cái này qua tầng 100 mới có đúng không? Để coi mình coi cái tầng 100 nó sẽ có cái gì đây. Đấy, để coi tầng 100 nó sẽ có cái gì nha. Ba dòng anh em ơi, bạo kích, kháng bạo, tỷ lệ né này. Tỷ lệ né thôi. Nói chung là video của mình đến đây là kết thúc ngay anh, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Thì đối với cái phần mà anh em mà lên cái đỉnh cao 100 thì nó sẽ không có giúp gì nhiều cho anh em trong phần tăng lực chiến đâu anh em ơi, cho nên là anh em mong giờ nói thì cũng không có đâu. Nhưng mà nếu anh em mà nạp tiền thì chắc chắn sẽ tăng được lực chiến không gì hết á. Tăng bạc linh bảo ha, để coi. Chăn sủng. Rồi, nói chung là video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn gặp lại. Ôi. 100 lẻ. Hồi tối này á mình chỉ vừa lên 100 là mình ngủ rồi anh em. Bây giờ mình up lên chút xíu nè mà nó được 2 triệu 9 rồi, vậy là được hay. Vậy là được 2 triệu 931 ngàn rồi, gần 3 triệu được chiến cũng được. Rồi, nói chung là video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.